Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, một người mẹ sinh 2, 3 hay thậm chí là 9, 10 người con không có gì là xa lạ với chúng ta. Thế nhưng sinh đến 44 người con thì có lẽ là chuyện xưa nay hiếm. Vâng, khó tin nhưng đây lại là câu chuyện có thật 100%. Câu chuyện xảy ra ở đâu và người phụ nữ này là ai? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở thời điểm tuổi 40, người phụ nữ có tên M đã có tới 18 năm dành cho việc sinh nở bao gồm 6 lần sinh đôi, 4 lần sinh ba, 3, 3 lần sinh tư cùng vài lần sinh đơn khác. Trong số 44 đứa con mà chị Mờ đã sinh hạ, 38 người còn sống và hiện sống dưới một mái nhà. Mờ là mẹ đơn thân và dù phải nuôi nhiều đứa con như thế, ngày ngày cô vẫn xoay sở để có đủ thức ăn cho tất cả mọi người trong nhà. Cuộc đời chị Mờ chưa bao giờ dễ dàng. Chị Mờ hiện sinh sống tại làng Kabimbiri thuộc huyện Mukono, Maribam, Naba Tanji, năm 12 tuổi, chị bị gả cho một người đàn ông lớn hơn mình 28 tuổi sau khi thoát khỏi nỗ lực giết hại của mẹ kế. Mờ khẳng định mẹ kế đã nghiền thủy tinh cho vào trong thức ăn khiến bốn người anh chị em của cô thiệt mạng. Mờ chỉ may mắn sống sót vì khi đó cô không ở nhà, nhưng bố và mẹ kế vẫn tống cô ra khỏi nhà bằng cách gả cô cho một gã đàn ông lớn tuổi. Thường có thói bạo hành mỗi khi Mờ làm hay nói điều gì khiến ông ta không hài lòng. Mơ nói với Daily Monitor của Uganda, chồng tôi là người đàn ông đa thê nhiều con và tôi phải chịu trách nhiệm chăm nuôi cho những đứa trẻ đó. Vì những bà vợ kia ở giải rác khắp nơi, ông ta cũng rất bạo lực, sẽ hành hạ tôi bất cứ khi nào tôi đưa ra ý kiến mà ông ta không thích. Năm 1993, khi mới 13 tuổi, mơ vượt cạn lần đầu với một cặp sinh đôi. Hai năm sau, chị sinh ba và gần hai năm sau nữa cô sinh tư. Trong khi điều này có vẻ kỳ lạ với hầu hết mọi người thì mờ lại thấy hoàn toàn bình thường bởi cô từng chứng kiến điều tương tự. Cha cô sinh được 45 người con với vài người phụ nữ trong số đó, có những cặp sinh đôi sinh ba sinh tư và thậm chí là sinh nam. Người con trai lớn của chị Mở cho biết bố đã biến mất từ rất lâu và 38 anh chị em cậu lớn lên hoàn toàn là nhờ vào tình yêu thương của mẹ. Anh chị em chúng tôi không biết mặt bố như thế nào. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy là khi tôi 13 tuổi và thời gian gặp nhau diễn ra rất ngắn vào ban đêm và sáng ra ông ấy đã biến mất. Khi sinh con đến lần thứ 6 với 18 đứa trẻ, chị M đã rất muốn dừng lại và đã đến khám bác sĩ tại bệnh viện Nam Ma Lili. Điều đáng nói là cô gặp vấn đề vô cùng hiếm gặp. Chị M cho biết bác sĩ nói với tôi là không thể dừng đẻ vì tôi có một buồng trứng quá lớn, dụng quá nhiều nên nếu can thiệp để ngăn trứng dụng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo tiến sĩ Ames Kikomeko tại Bệnh viện Đa khoa Kawepe, việc ngăn trứng không thụ tinh không chỉ là mối đe dọa có thể tiêu diệt hệ thống sinh sản của người phụ nữ này mà thậm chí còn khiến cô mất mạng. Sau đó, chị được áp dụng phương pháp dùng vòng tránh thai nhưng lại liên tục bị ốm và nôn ói, đến mức nguy kịch và thậm chí hôn mê trong suốt một tháng. Ở tuổi 23 với 25 đứa con, chị quay lại bệnh viện và được khuyên không thể tiếp tục sử dụng vòng tránh thai được vì số lượng trứng còn quá nhiều. Cho đến khi chị mở sinh đứa con út, người phụ nữ này tiếp tục hỏi ý kiến bác sĩ về việc mình thực sự không muốn mang thai nữa. Và sau khi giúp cô sinh mổ, các bác sĩ đã thông báo với sản phụ này rằng chúng tôi đã cắt luôn tử cung của cô. Bác sĩ sản khoa Charles Kingundu, người làm việc trong bệnh viện lớn nhất Uganda, sau khi biết thông tin về trường hợp của M, đã cho rằng các bác sĩ nên giúp người phụ nữ này thắt ống dẫn trứng thay vì cắt bỏ tử cung. Việc sinh nở nhiều của mờ nhiều khả năng có liên quan đến yếu tố di truyền từ bố, nhưng riêng hiện tượng dụng nhiều trứng, ông cho biết đáng ra cô nên sớm giải quyết bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng. Khi thắt ống dẫn trứng, các vòi trứng sẽ bị tắc nghẽn, một phương pháp tránh thai vĩnh viễn cho phụ nữ nhưng vẫn giúp họ có kinh nguyệt hàng tháng bình thường. Tuy nhiên, lời khuyên này của chị mờ đã là quá muộn khi chị rất muốn dừng đẻ nhưng vẫn sản sinh ra tới 38 đứa con. Thưa quý vị và các bạn, mang thai sinh nở gây tổn hại không nhỏ đến sức khỏe của người phụ nữ. Thế nhưng trên thế giới đã có những trường hợp bà mẹ bất chấp vất vả, đau đớn, sinh liên tục hàng chục đứa con gây kinh ngạc. Câu chuyện về gia đình ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đây là một trường hợp như vậy. Theo đó, bà mẹ trong gia đình tại thời điểm được nói tới mới chỉ 35 tuổi, nhưng đã có 7 người con. Cô sinh con từ năm 20 tuổi và chỉ trong 13 năm đã có 7 đứa con. Các con của cô lần lượt 3 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi, hai bé 15 tuổi, 16 tuổi và 17 tuổi, cũng theo tiết lộ từ bà mẹ, sau hai lần sinh đầu, chị đã có cả trai và gái nhưng vẫn tự nguyện tiếp tục sinh con chứ không phải là nhỡ. Câu chuyện không chỉ đơn giản là do bà mẹ thích đẻ, mà nguyên do lại xuất phát từ chồng của cô. Anh không giống những đàn ông bình thường. Bà mẹ cho biết chồng cô chỉ số thông minh IQ lên đến 140, người bình thường chỉ từ 85 đến 115. IQ 130 được đánh giá là rất cao và ít người có được. Được biết trên thế giới chỉ có chưa đến 1% người đạt được chỉ số IQ cao như chồng của chị. Chính vì thế, không muốn để lãng phí gen tốt như vậy, bà mẹ đã chọn cách sinh cho tới 7 người con bởi chị đã đọc những nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy trí thông minh của con cái thực sự sẽ được thừa hưởng từ cha mẹ và mức độ này không hề nhỏ. Thực tế, trí thông minh của một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như di truyền, môi trường, dinh dưỡng và giáo dục. Theo nghiên cứu khoa học, mức độ ảnh hưởng của di truyền đến trí thông minh có thể lên tới 50% đến 60% và các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng di truyền bị ảnh hưởng nhiều hơn từ mẹ. Nếu một người mẹ sinh con trai thì cậu bé có nhiều khả năng thừa hưởng chỉ số thông minh của người mẹ, bởi vì hầu hết các gen liên quan đến trí thông minh đều nằm trên nhiễm thể X, nhưng nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể X và nó đến từ mẹ. Về cơ bản, có thể nhận định rằng trí thông minh của con trai chịu ảnh hưởng của mẹ nhiều hơn, còn trí thông minh của con gái đến từ hai người, gần một nửa của bố và một nửa của mẹ. Cách đây vài năm, những người dân Mỹ xôn xao câu chuyện người phụ nữ vùng Tê Sắc tên là Agustina Higuera, lúc đó 29 tuổi nhưng đã có 14 con và vẫn thích sinh thêm trong tương lai. Được biết vợ chồng Higuera có kinh tế khá tốt nên họ không chịu áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, cô luôn tự tay chăm con. Khi vừa sinh không lâu, Higuera có thể giặt 42 giỏ quần áo bẩn. Để chăm sóc con cái, Higuera chỉ có thể ngủ 2 tiếng mỗi ngày. Nhưng Higuera vẫn luôn lạc quan. Bà mẹ này chia sẻ, từ nhỏ tôi đã quen với việc chăm sóc em trai và mẹ. Điều này không phải là vất vả với tôi. Thưa quý vị, ở Việt Nam có một cặp vợ chồng già hiện đã có hàng trăm con cháu chắt. Gia đình này đông người đến mức mỗi lần hội họp lại như mở hội làng, không đủ chỗ mà ngồi. Trường hợp đó là bà Lò Thị Ương, 88 tuổi và ông Lò Văn Khiên, 89 tuổi, ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ngày còn trẻ, bà Ương là một cô gái dân tộc Thái xinh đẹp, khéo theo thùa. Lên 17 tuổi, bà gặp ông Khiên rồi nên duyên vợ chồng. Một năm sau khi cưới, hai người đón cậu con trai đầu lòng. Còn vừa đầy tháng, người phụ nữ này đã lên dãy làm việc, lưng điệu con, tay quốc đất trồng cây. Cũng kể từ đó đều đặn 3 năm, bà Ương lại sinh hai đứa, 48 tuổi, người phụ nữ đã làm mẹ 18 lần. Con trai đầu lòng hơn con út đến 34 tuổi. Đây thật ra là điều ngoài dự định của vợ chồng bà Ương. Ông Khiên cho biết, khi người con thứ 10 chào đời, ông bà quyết định không đẻ nữa. Nhưng vì không có biện pháp tránh thai nào, nên rồi bà Uyên lại dính bầu. Cứ chữa rồi đẻ, mãi đến khi bà không đẻ được nữa thì mới dừng lại. Bà Ương tiết lộ mẹ chồng mình rất giỏi bốc thuốc gia truyền, thế nên đã mách nước cho bà nhiều bài thuốc bổ. Cũng nhờ đó mà 18 lần sinh nở bà đều tự mình vượt cạn thành công, chẳng cần phải đến trạm xá hay nhờ ai. Sinh được 18 người con, gia đình này lúc nào cũng rộn ràng nhưng cũng rất khó khăn. Có những tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra, chẳng hạn việc gọi các con về ăn cơm cũng là điều không đơn giản. Vì quá nhiều con nên ông Khiên và bà Ương không thể đi gọi từng người, phải dùng mõ hoặc ra dấu hiệu để các con tự về. Trong nhà ông Khiên đảm nhận vai trò trụ cột kinh tế, còn bà Ương một tay dạy bảo 18 người con. Ông được học chữ nên được phân làm thầy giáo dạy xóa mù chữ cho người làng. Sau này ông còn đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như xã đội trưởng, trưởng công an xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, bí thư xã. Năm 1994, ông mới chính thức nghỉ hưu. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Khiên và bà Ương đã có thể an hưởng tuổi già khi các con đều đã lớn, đã có gia đình riêng. Tính đến, đến năm 2022, họ có hơn 60 người cháu, 40 chắt. Hàng trăm con cháu nên ông bà không thể nhớ được tên từng đứa. 18 người con của ông bà nay còn 16 người, hai trong số họ đã qua đời. Chia sẻ với báo chí họ cho biết, mỗi lần gia đình có công việc hay rỗ chạp là phải làm đến 30 mâm, chẳng khác gì hội làng. Nhìn từ nhà mình, bà Ương khuyên con cháu nên kế hoạch hóa gia đình, đừng sinh quá nhiều mà nên tập trung làm kinh tế và nuôi dạy con cho tốt. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!